Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 NQTU ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng sẽ diễn ra tại Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh và dự kiến là diễn ra tại Cung quy hoạch Hội chợ triển lãm tỉnh. Trong khuôn khổ hội nghị này sẽ diễn ra một số sự kiện quan trọng như lễ công bố và trao quyết định hai quy hoạch cho tỉnh Quảng Ninh, lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ của các tỉnh, các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, hội chợ và triển lãm sản phẩm tiêu biểu vùng đồng bằng sông Hồng. Dự kiến ngoài lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương, hội nghị sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế. Hiện các đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sự kiện này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, góp phần tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị và đổi mới tư duy của các cấp các ngành, của các địa phương liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng. Từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết 30 của Bộ Chính trị đề ra. Trong nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị, đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò vị thế của tỉnh Quảng Ninh, trong đó thực hiện thí điểm một số mô hình cơ chế chính sách mới, vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của vùng và tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tập trung đầu tư phát triển các hành lang kinh tế, tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy vai trò đầu tàu, động lực của các tỉnh thành phố trong vùng như là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đối với du lịch thì Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới, nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách ưu đãi để xây dựng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, là cửa ngõ động lực phát triển vùng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển các trung tâm hành chính tỉnh, thành phố để tăng cường liên kết và hình thành các chuỗi đô thị, trong đó chuỗi đô thị Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình gắn với phát triển kinh tế biển, liên kết chặt chẽ thông qua vành đai kinh tế ven biển. Cùng với việc công bố hai quy hoạch của tỉnh, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh của toàn vùng. Đây chính là những hành động cụ thể, điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các kế hoạch, mục tiêu chiến lược nghị quyết số 30 đã đặt ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan địa phương liên quan chuẩn bị tốt, chu đáo, kỹ lưỡng cho sự kiện quan trọng này, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Trong buổi chiều, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng tại Cung quy hoạch hỗ trợ và triển lãm tỉnh. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các phương án tổ chức, đảm bảo khoa học, đáp ứng yêu cầu của sự kiện mang quy mô quốc gia. Đồng chí cũng lưu ý phải chuẩn bị thật tốt công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm để sự kiện diễn ra thành công nhất. Phát huy tối đa các trang thiết bị hiện đại của Cung quy hoạch hỗ trợ và triển lãm tỉnh để trình chiếu, giới thiệu về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh qua các thời kỳ. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với sự kiện triển lãm ảnh và các gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của vùng, đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với các tỉnh thành phố trong vùng sớm hoàn thiện triển lãm ảnh và các gian trưng bày đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu và người dân khi đến tham quan mua sắm.